Xin chào các bạn. Tuần vừa rồi thì mình nhận được một câu hỏi rất là hay của một bạn trong khóa học về Excel từ cơ bản đến nâng cao của GTO. Trong câu hỏi này, bạn có hỏi mình là làm thế nào để khi chúng ta đưa một cái danh sách về nhiệt độ có cái ký hiệu độ C, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là có ô từ A4 tới A9 là có ký hiệu về nhiệt độ thể hiện giá trị độ C, và chúng ta muốn là tạo một cái danh sách chọn drop down list ở trong vị trí ô D4. Đây, cái vị trí ô D4 mình đã tô vàng lên rồi, thể hiện chính xác cái giá trị ký tự độ C ở trong cái phần danh sách của drop down list. Khi chúng ta bấm vào cái nút mà danh sách sổ xuống này, nó sẽ hiển thị đầy đủ nội dung về ký hiệu độ C đúng chính tả như này. Thì chức năng drop down list được thực hiện ở trong thẻ data với công cụ là data validation. Bình thường chúng ta sẽ làm bằng cách là chọn phần allow là list, và trong đó phần nguồn của danh sách chúng ta sẽ lấy theo vùng từ A4 tới A9. Các bạn có thể thấy là ở trong vùng này những cái giá trị chúng ta thể hiện là 0 độ C, 10 độ C, 15 độ C. Đó, thì những cái giá trị này, cái ký hiệu độ C nó đã được viết đúng rồi, đúng theo cách mà chúng ta nhìn thông thường. Tuy nhiên khi đưa vào trong data validation, chúng ta sẽ gặp một vấn đề, đấy là danh sách sổ xuống nó lại không hiển thị đúng ký hiệu độ C, mà nó chỉ hiển thị là chữ OC thôi. Bởi vì trong các cái ô về A4 này, A5, A6, A7, A8, A9, những ô này mình đều viết ở dưới dạng là 0 OC, trong đó cái ký hiệu O này mình định dạng nó ở dưới dạng là superscript. Khi định dạng superscript thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ nhỏ hơn và lệch lên trên, thể hiện ký hiệu tương tự như là độ C. Còn với subscript, nó sẽ thể hiện ký hiệu ở phía bên dưới, nó giống như là ký hiệu hóa học vậy. Thì với cách thể hiện này, chúng ta chỉ có thể trình bày được thông qua format cell ở dưới dạng là chọn một ký tự mà bạn muốn định dạng, sau đó chúng ta sử dụng format cell để định dạng thôi. Nó chỉ thay đổi về cách hiển thị, còn về bản chất dữ liệu ở trong ô, nó vẫn là chữ O viết thông thường. Đấy, các bạn có thể nhìn trên thanh công thức, thanh formula bar này, nó hiển thị nội dung giống như là chúng ta có ở trong phần data validation. Đó. Việc này về mặt giá trị thì vẫn đúng, tuy nhiên về cách hiển thị nó lại không đúng, dẫn tới là chúng ta nhìn các nội dung này nó không đảm bảo về ý nghĩa độ C. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể thể hiện một cái danh sách chọn đúng các giá trị độ C này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải khẳng định một điều, đấy là không thể làm được theo cách thông thường, đấy là ô sử dụng định dạng superscript, mà chúng ta phải dùng một cách khác. Cách này sẽ được hiểu như sau này. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn các ký hiệu giá trị số, ví dụ nhé, mình nhập ở đây là số 10 đi, và mình muốn thể hiện giá trị 10 độ C, thì mình sẽ nhập số 10 ở ô C6. Trong đó ô D6 mình sẽ sử dụng một công thức là lấy số 10 ở ô vị trí C6 này, mình nối với hàm ở đây, mình sử dụng một hàm là hàm char character. Trong đó số của hàm char mình sử dụng là số 186. Sau đó mình nối tiếp với chữ C. Kết quả thu được là 10 độ C. Các bạn có thể thấy là Excel quy định một cái hàm là hàm character. Hàm này sẽ cho phép chúng ta tạo ra những cái ký tự đặc biệt. Trong đó các bạn chỉ cần nhớ được cái con số ký tự này là bao nhiêu. Thì cụ thể ở đây cái ký hiệu độ C nó chính là số 186. Vì vậy, khi chúng ta sử dụng hàm character 186 thì chúng ta sẽ có ký hiệu độ, và kèm theo chữ C là chúng ta sẽ có được là độ C. Kết hợp với con số ở vị trí ô C6 thì mình đã có được kết quả là 10 độ C. Nếu như chúng ta sử dụng data validation lấy nguồn tại vị trí ô D6 thì chúng ta sẽ có được kết quả là danh sách chọn sẽ có ký hiệu 10 độ C, được thể hiện chính xác như chúng ta mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho danh sách từ ô A4 tới A9 về dưới dạng là 0 tới 35 độ C. Thì mình sẽ làm bằng cách như sau nhé. Mình nhập các số giá trị là 0 này, 10 này, 15 này, 20 này, 25 và 30. Chỉ nhập đơn giản là các con số thôi. Sau đó ở trong cột B, mình sẽ chuyển đổi nó về dạng độ C bằng cách lấy tọa độ ô A4 nối với character 186. Nối với chữ C thì chữ C này
các bạn phải đặt nó ở trong cặp dấu nháy kép nhé. Bởi vì ký tự dạng văn bản thì bắt buộc phải đặt ở trong cặp dấu nháy kép thì chúng ta mới thể hiện được. Kết quả thu được là 0 độ C ở ô B4. Áp dụng công thức này, từ B4 chúng ta kéo xuống tới B9 sẽ thu được kết quả về số độ C tương ứng với cột A. Sau đó trong vị trí ô D4 sử dụng Data Validation, các bạn sẽ lấy nguồn của danh sách theo vị trí ở cột B từ B4 tới B9 và chúng ta xác nhận vùng danh sách. Bấm OK. Sau đó kiểm tra lại nhé, tại vị trí ô D4 thì chúng ta đã có được danh sách từ 0 độ đến 35 độ rồi. Các bạn có thể chọn bất kỳ một trong các giá trị này đều được. Như vậy, mình vừa hướng dẫn các bạn về cách thiết lập Data Validation, danh sách Dropdown List cho phép thể hiện ký hiệu độ C ở trong danh sách này, và phương pháp chúng ta sử dụng là sử dụng hàm character 186 chứ không sử dụng phương pháp định dạng superscript. Nếu như các bạn thấy kiến thức này hữu ích thì có thể like và chia sẻ giúp mình nhé, để cho kênh chúng ta ngày càng phát triển. Đồng thời, nếu như trong quá trình các bạn làm việc hoặc là các bạn học Excel mà các bạn gặp vấn đề gì, các bạn hoàn toàn có thể nêu câu hỏi để được các chuyên gia từ GTO hỗ trợ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng mình nhé. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.